Xin chào cả nhà, mời cả nhà mình cùng lắng nghe một vài câu chuyện cười vui để giải trí nhé. Đường công gợi cảm nhất nằm ở đâu? Trong buổi tối kỷ niệm 3 năm yêu nhau, Tuấn đang tay bạn trai và thủ thủy. Anh này, hỏi thật nhé, anh thích nhất điều gì ở em vậy? Bạn trai Tuấn cười đáp, sự vui tính và lạc quan của em. Tuấn nũng nịu, không phải, em muốn nói về ngoại hình cơ. Bạn trai cô ngẫm nghĩ hồi lâu, là nụ cười. Có phải là nụ cười rất đẹp và tươi sáng không anh? Tuấn cười rạng rỡ. Bạn trai cô khẽ lắc đầu, vì nụ cười là đường cong duy nhất trên người em, còn lại là toàn là đường thẳng. Thầy bói sưng mặt vì đoán chuyện nhân duyên. Thấy ông bạn đồng nghiệp xuất hiện với hai bên má sưng đỏ, Tèo hỏi, mặt ông bị sao thế Tờ? Tờ ức ức nói, giảng này có một cặp nam nữ đến xem ngày cưới. Tôi bảo tuổi của họ khác nhau, cưới về là không có con được. Tốt nhất là đặt tiền cúng để tôi giải. Tèo tò mò, rồi sao nữa? Tổ đáp, anh kia vừa nghe vậy liền quay sang tát cho tôi một cái rồi hét, tào lao, bạn gái tôi có thai được 2 tháng rồi mới đến xem ngày cưới đấy. Trời ơi, sao mà xui quá vậy? Còn má bên kia bị sao nữa? Tèo chỉ vào dấu tát đậm hơn. Tổ thở dài, tôi cố gỡ gạt và nói, chắc gì là của cậu thì ăn luôn cái tát của cô gái. Ứa máu khi được chồng khen thơm. Cặp vợ chồng trẻ đang dạo bước trong trung tâm thương mại, bỗng dưng cô vợ reo lên, anh nhìn kìa, mấy hãng nước hoa đang giảm giá nhiều quá. Nói đoạn cô vợ ôm lấy tay anh chồng nũng nịu, em muốn mua vài lọ quá anh ơi. Anh chồng từ tốn, em có biết những bông hoa hồng xấu xí thì mùi hương càng nồng đậm quyến rũ hay không? Cô vợ trẻ đờ mặt tỏ vẻ không hiểu. Thế thì có liên quan gì đến chuyện em mua nước hoa chứ? Anh chồng dịu dàng đáp. Sao lại không? Với nhan sắc của em thì không cần phải dùng nước hoa đâu. Nghệ thuật bán hàng. Người bán hoa mời một chàng thanh niên, anh ơi, anh mua tặng vợ một bó hoa đi. Chàng trai trả lời, tôi chưa lấy vợ. Vậy anh mua tặng người yêu đi. Tôi không có người yêu. Vậy thì anh hãy mua 2 bó để ăn mừng sự may mắn của mình. Phải leo tất cả. Một hôm bố Tí ngồi kèm Tí học toán và hỏi, nhà mình có 4 tầng, mỗi tầng thì có 15 bậc cầu thang, vậy muốn lên tầng 4, ta phải trèo bao nhiêu bậc cầu thang? Tí trả lời, phải leo tất cả các bậc bố ạ. Siêu trộm ngày 8 tháng 3. Sắp tới ngày 8 tháng 3, bà vợ chờ mãi vẫn không thấy chồng mình đã động đến vụ quà cáp. Một hôm tiện đường đi qua cơ quan chồng, bà vợ liền ghé qua thăm văn phòng của anh. Thấy anh đi vắng, chị đành lấy tạm 5 triệu đồng trong túi áo vest của anh vắt ở trên ghế để mua quà cho mình. Đến tối về nhà, bà vợ kể qua chuyện này với chồng. Thấy anh có vẻ lúng túng, bà vợ thầm nghĩ, lão này ghê thật nhỉ, giấu quỷ đen rõ nhiều, mình lấy hẳn 5 triệu mà coi như là không. Trong khi đó, anh chồng chạy vội vào nhà vệ sinh lắm bắm một mình. Thế là mình đã quên nói với cô ấy rằng mình chuyển sang văn phòng khác từ tuần trước rồi. Vì sao chồng muốn biến thành chuột? Hai vợ chồng tâm sự đêm khuya, vợ hỏi, chồng này, nếu biến thành một con vật thì anh muốn biến thành con gì? Chồng lập tức đáp,
còn chuột. Tại sao vậy? Chồng gái đầu cười. Tuy con chuột là con hèn nhát nhất, nhưng lại là thứ khiến cho em sợ mà. Khi bạn gái dâng hiến thứ anh khao khát nhất. Một anh chàng bắt gặp bạn của mình ở trên phố, đang bê chiếc tivi với vẻ mặt rất là hí hửng. Anh ta đến bên cạnh và hỏi, sao trông anh vui quá vậy? Anh bạn hân hoan trả lời, tôi gặp một cô gái và rất yêu cô ta. Sau một thời gian tán tỉnh, tình yêu của tôi được cô ấy chấp nhận. Hôm nay, sau khi hai chúng tôi đi chơi về, cô ấy rủ vào nhà, khép cửa lại và nói khẽ với tôi. Nhà em đây, bây giờ em sẽ dâng hiến cho anh tất cả những gì mà anh khao khát nhất. Và tôi đã lấy được chiếc tivi mà mình khao khát bấy lâu nay. Anh chàng sợ vợ đột nhiên nổi loạn. Ngày đầu về chung một nhà sau khi ăn uống no say, vợ của Tồ thỏ thẻ. Chồng này, anh có yêu em không? Tồ nhìn vợ trìu mến. Sao em lại hỏi thế? Anh yêu vợ nhất trên đời. Vợ Tồ nũng nịu. Vậy chồng rửa bát giúp cho vợ nhé. Tồ nghe vậy ngoan ngoãn thu dọn bát đĩa đi rửa. Ngày thứ hai khi ăn xong, vợ lại hỏi, chồng vẫn yêu em đúng hay không? Tồ hờn dỗi, không yêu. Vợ Tồ biểu môi, ghen nhỉ, hôm nay anh ăn gan hùm rồi, phạt anh đi rửa bát đi. Đến ngày thứ ba, vợ Tồ vừa buông bát, đưa mắt nhìn là Tồ đã biết ý, lúi cúi mang vào bếp để rửa. Ấm ức vì bị vợ sai khiến. Đến ngày thứ tư, khi vừa ăn xong, Tổ đứng dậy nhìn vợ quát lớn. Cô có ăn nhanh lên không thì bảo, tôi đang đợi để rửa bát đây này. Vợ tôi bắt, quan tò hỏi tên trộm. Như vậy là anh đã đột nhập tiệm quần áo phụ nữ 5 lần trong một đêm. Thế anh đã lấy được những gì? Dạ, một cái áo dài phụ nữ. Một cái thôi à? Hoàng tò hỏi và nhấc cao cặp kính để nhìn cho rõ. Vâng, nhưng vợ của tôi bắt tôi phải trở lại 4 lần để đổi đúng chiếc áo mà bà ta thích. Tên trộm lịch sự. Nửa đêm, một người đang ngủ say, bỗng có một vị khách đến gõ cửa. Chủ nhà lồm cồm bước ra, người khách hỏi. Ông ơi, ông có cần củi không? Ồ không, tôi chắc là vậy. Chủ nhà nói xong liền đóng sập cửa vào giường ngủ tiếp. Sáng hôm sau, đống củi chất ở trước nhà ông ta biến mất sạch.